Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh dinh dưỡng động vật. Hôm nay tôi sẽ xin trình bày với các bạn về chủ đề giá trị dinh dưỡng lysine trong sản xuất thức ăn chăn nuôi. Thì các bạn có thể theo dõi kênh YouTube của tôi ở trên kênh YouTube là LB Work để có thể nhận được thêm các cập nhật về các video mới trong thời gian tới về chủ đề acetamin. Đầu tiên chúng ta sẽ nói về vai trò của lysine. Lysine đây là một loại axit amin thiết yếu mà cơ thể không thể sản xuất hoặc tổng hợp được. Có thể nói lysine là axit amin đầu tiên và là quan trọng nhất trong chuỗi tổng hợp axit amin. Axit amin lysine thì là thiết yếu cho các quá trình như là phát triển cơ, xương, gân, sụn, giúp cho duy trì mức cholesterol trong máu, giúp hấp thu canxi được tốt hơn, giúp phát triển collagen để tái tạo da móng và đặc biệt quan trọng là giúp sản xuất carnitine. Thì chúng ta biết được rằng năng lượng á, thì được tổng hợp nên từ axit béo cộng với lại carnitine. Vậy là vai trò của lysine đây là một cái loại axit amin thiết yếu giúp để phát triển cơ thể. Đối với heo thì axit amin lysine đây là axit giới hạn đầu tiên và là axit giới hạn thứ hai trên gia cầm. Lysine là axit amin thiết yếu để phát huy hết tiềm năng tăng trưởng của vật nuôi. Và trong quá trình mà sản xuất thì lysine thường được là sản xuất chủ yếu từ quá trình lên men vi sinh Corynebacterium luteinicum. Đây là axit amin thiết yếu cho các quá trình là tổng hợp enzyme và hormone, cho phép sản xuất thức ăn chăn nuôi với giá thành thấp mà vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng và xây dựng được cái khẩu phần thấp đạm. Nó giúp chữa các bệnh về dinh dưỡng. Thì lysine có một cái vai trò rất là quan trọng để phát triển cơ thể. Ứng dụng lysine thì lysine được sử dụng trong các khẩu phần thức ăn có chứa bắp, khô đậu nành, hạt có dầu. Lysine thì được sử dụng như là một cái chất phụ gia. Lysine có thể được sử dụng ở dưới dạng bột hoặc là dạng lỏng. Chúng ta thấy trên thị trường thì có những cái loại như là lysine HCl, lysine sunfat, lysine lỏng. Khi mà thiếu hụt lysine trong cơ thể thì có thể gây ra các triệu chứng ví dụ như là mệt mỏi, ốm yếu, buồn nôn, chóng mặt, ăn thì không ngon, thiếu máu, rối loạn sinh sản và đỏ mắt. Khi chúng ta bổ sung lysine vào các khẩu phần thức ăn heo như thức ăn heo cây sữa, bổ sung lysine vào các khẩu phần mà giúp phát triển xương, cơ và tăng trọng cơ thể, sử dụng cho các khẩu phần gia cầm thịt, gia cầm đẻ, giúp tăng trọng nhanh, phát triển cơ quan sinh sản, duy trì khối lượng cơ thể, ổn định cơ quan sinh sản, tăng chỉ số móc linh trong thịt và giảm axit béo trong thịt, ngăn ngừa sự thiếu hụt canxi. Thì trên đây là chúng ta sẽ giới thiệu về cái quy trình sản xuất lysine. Đầu tiên thì là nguyên liệu. Nguyên liệu thường thì chúng ta có thể sử dụng từ khoai mì, bắp hay là rỉ mật đường. Sau đó chúng ta đem lên men. Thường là sử dụng các chủng vi khuẩn E. coli, biến đổi gen hoặc là chủng vi khuẩn Corynebacterium. Mà thường thì ở trên thực phẩm hay là sản xuất thức ăn mà đảm bảo an toàn thì chúng ta nên sử dụng cái con vi khuẩn là Corynebacterium. Sau khi lên men thì chúng ta lọc màng thẩm thấu. Lọc màng thẩm thấu tiếp đến là chúng ta sẽ cho nó bốc hơi để làm tăng lên cái nồng độ lysine. Sau đó chúng ta sẽ điều chỉnh pH và phân lọc lại, đưa đến kết tinh và đem sấy, sàng và đóng gói thành phẩm. Thì quá trình sản xuất lysine hiện tại được phổ biến và thông dụng ở trên toàn cầu thì thường là ở bên khu vực là Mỹ hay là Nam Mỹ. Ở khu vực châu Á chúng ta thì có Indonesia, Thái Lan hay là ở bên Trung Quốc hay là Hàn Quốc. Thì đây là những cái nơi mà nó sản xuất lysine có số lượng lớn đáp ứng cho nhu cầu phát triển ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi công nghiệp. Áp dụng lysine là một cái đề tài khá là lâu
Tuy nhiên, hiện tại có rất ít người nghiên cứu để áp dụng lysine và chia sẻ cái thông tin này. Thì thường là chúng ta chỉ nói đến là quá trình lập công thức dựa trên axit amin lý tưởng và sử dụng lysine như là một cái loại sinh nguyên thiết yếu và là đầu tiên để làm so sánh. Tuy nhiên, có rất ít là người có thể đề cập hoặc là chia sẻ về chủ đề này. Thì hy vọng đây là cái chủ đề đầu tiên mà hấp dẫn tới với các bạn. Tiếp theo thì trong thời gian tới tôi sẽ trình bày thêm về các chủ đề ví dụ như là methionine, threonine, tryptophan, valine, arginine, isoleucine áp dụng cho sản xuất thức ăn chăn nuôi. Thì phần trình bày đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube LB Quốc để có thêm thông tin bổ ích. Xin chân thành cảm ơn.